lại thì trên đồ của mình thì hôm nay là thời tiết cũng không cho phép ngày nào mưa 3 ngày liên tục rồi. Nên là hôm nay lại tiếp tục thử thách cho tới nha. Thì hiện tại là trời mưa rất là to. Mình nói chuyện nó có hơi ồn. Mọi người tiếp tục về series tiếp theo nha. Đây, hiện tại quang cảnh trời mưa rất là to. Đó, không đây. Đó. Thì bây giờ mình sẽ thử thách chơi trò thử thách ăn dưa hấu nhé. Đợt trong thời lượng là 5 phút thì sẽ được nhận tiền thưởng nhé. Đây nha. Hiện tại là mình chuẩn bị dưa và muỗng đấy cho các bạn nhé. Mời cả nhà cùng đón xem nhé. Tới như sau là hai bạn may mắn hết quầy dưa trong vòng 5 phút thì sẽ được nhận thưởng nhé. Hello, xin chào bạn. Cuộc thi sắp bắt đầu nhá. Hiện tại là thời gian là đang còn chuẩn bị bắt đầu bấm giấy nhá. Hiện tại là 40 giây rồi. Hai bạn này ăn rất là nhanh. Đây lượng là cái hàng rồi. Thời lượng sắp phải rồi, nhanh lên nào, nhanh lên nào. Just when I realize you've been shutting me out. Start to reach for the sky and nothing's falling down. Everybody knows how the story goes, but fairy tales have been lying to me. Nghe đây có vẻ rất là khó khăn. Anh mà thấy rồi. Hai bạn rất là mệt mỏi ăn chứ, chứ đóng chăm gì. Đánh nào nó còn không quay. Đời lời các bạn đã tăng.
nhưng bác thì hiện tại là hai bạn thử thách nhưng mà không thành thì mình vẫn là